À, xin chào quý vị trong chương trình trực diện TV. Thì trong cái lĩnh vực tư pháp, cái hợp tác giữa Việt Nam với nước Úc rất là chặt chẽ, và người ta thấy có những cái hiệp định về tương trợ tư pháp. Thí dụ như cái hiệp định về dẫn độ, hiệp định về chuyển giao các phạm nhân cho nhau. Và những cái hiệp định này đã được thiết lập rất là sớm từ những năm 2008, và trong suốt một khoảng thời gian rất là dài đó thì giữa Việt Nam và nước Úc đã từng chuyển giao các cái phạm nhân hay là những cái đối tượng theo yêu cầu của phía bên kia. Có thể nói rằng trong hợp tác trong cái lĩnh vực này đó, người ta thấy rằng nó rất là trơn tru. Và thời gian gần đây nhất, cụ thể là vào ngày 26 tháng 7 năm 2022 vừa qua, thì ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh, thì giữa Việt Nam với nước Úc cũng đã chuyển tiến hành một cái việc bàn giao. Cụ thể là ở phía bên Bộ Công an của Việt Nam, là cái cơ quan trung ương cao nhất căn cứ theo cái hiệp định về chuyển giao các cái phạm nhân. Thì đại diện ở phía bên nước Úc á, là cục cải huấn của cái tiểu bang gọi là New South Wales, và bàn giao một cái phạm nhân mang tên là Nathan Andrew James John, và cái người này là quốc tịch của nước Úc. Cái người này bị các cấp tòa án của Việt Nam, và cái cấp cuối cùng hết là cái tòa án cấp cao ở tại thành phố Hồ Chí Minh đem ra xét xử lần cuối cùng vào năm 2017 về một cái tội phạm về cái việc mà vận chuyển ma túy, và cái mức hình phạt cuối cùng á, bị đem ra xử phạt là 20 năm tù giam, và cũng đã chấp hành án từ năm 2013, tức nghĩa là từ năm 2013 cái anh này đi về Việt Nam và phạm tội bằng cái cách rằng theo như cái lời khai của anh James John á, thì anh ta khai rằng là năm 2013 trước đó anh ta đã mắc nợ một cái người mang tên là Thiêm ở bên nước Úc, và cái người đó đó đã nói rằng là khi mà đi về Việt Nam giúp anh ta mang giùm hai cái vali để trở ngược về nước Úc, thì anh ta sẽ xóa nợ cho cái anh James John này, và còn bò coi như là cho thêm những cái tiền nữa, và cho bao luôn các cái chuyến đi, làm đưa cả anh James John này và vợ cũng như là con nhỏ để mà đi về Việt Nam. Thì trong năm 2013 thì cái anh James John này đã nghe lời một cái người gọi là tên Thiêm đó, cái người đó đã ở bên nước Úc và đã đi về Việt Nam, đi các cái tỉnh miền Trung như là Phan Thiết đi chơi, sau đó một tuần thì trở vào thành phố Hồ Chí Minh, và trước khi mà cái ngày về đó thì một cái người mang tên là Thiêm đó cũng đã đưa những cái người để mà chở taxi đưa hai cái vali cho cái anh này, và hai cái vali rồi xong rồi xe chạy tùm lum hết ở trong vòng thành phố và thay đổi xe các thứ. Nhưng mà cuối cùng thì cái ngày hôm sau khi mà anh James John này đi ra sân bay thì sân bay Tân Sơn Nhất đã chặn lại và phát hiện trong các cái hành lý của anh này có đến 3 kg ma túy, thì cái số lượng đó rất là lớn. Và giữa Việt Nam với nước Úc đã phối hợp với nhau và đã tiến hành điều tra trong một thời gian khá dài. Và sau khi bắt giam anh này rồi đó, ở tại cái sân bay thì đã không cho xuất cảnh và đã bắt giam. Nhưng mà cái người vợ và con đó thì không có liên quan, bởi vì không biết cái việc vận chuyển đó. Do đó thì chỉ có 2 3 ngày sau thôi thì ở phía Việt Nam cho người vợ và con thì đi xuất trở lại nước Úc. Nhưng mà bản thân anh James John thì phải chấp hành án. Đầu tiên hết cái án sơ thẩm thì xác định là cái tội rất là nặng, bởi vì đối với Việt Nam, các luật của Việt Nam làm phạm tội ma túy vận chuyển có thể là từ mấy trăm gram thôi, có thể là bị án tử hình rồi, có thể là lên tới chung thân tử hình. Cho nên là cái việc mà vận chuyển 3 kg mà anh này đó ảnh khai rằng là không biết cái người mang tên là Thiêm đó thôi, nhưng mà ở phía nước Úc người ta phối hợp điều tra, người ta cũng không xác định được Thiêm đó là ai, chỉ xác định được cái người đó đó có lẽ là cái gốc ở Việt Nam, ở một cái thành phố ở phía miền Tây của Việt Nam là thành phố Mỹ Tho của cái tỉnh Tiền Giang, nhưng mà cũng không có tiến hành bắt giữ được, người ta cũng thiếu các cái chứng cứ. Và rõ ràng là ông John ông James John phải chịu trách nhiệm theo luật pháp của Việt Nam, bởi vì những cái lời khai mà không có trích dẫn là được, người ta không thể nào ấy được, thì mình là cái người bị gửi. Thì đây là một cái bài học rất là lớn, có thể nói rằng có thể là khi mà mình vận chuyển các cái hành lý đó, những cái người khác mà họ gửi cho mình phải chịu trách nhiệm, chứ không thể đổ lỗi là người đó họ gửi cho tôi 1 kg khô, 1 kg
thịt hay là bất cứ một hành lý gì, để rồi cuối cùng ra tòa thì tòa chỉ buộc cái người đó thôi. Và lần mà xét xử sơ thẩm đó ở phía bên cơ quan công tố thì xác định rằng có lẽ là phải đề nghị xét xử cái mức án cao nhất cho cái ông Chem Chon này, bởi vì vận chuyển đó đến 3 kg, nhưng mà người ta xét thấy rằng cái ông này đó là có tiền sử là bị tâm thần hay là có yếu về vấn đề mà thần kinh gì đó, cho nên họ đã vận dụng vào cái tình tiết đó và đem ra xét xử với cái mức chung thân, đề nghị cái mức chung thân. Và sau đó thì lên ở phía bên tòa án cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử xuống 20 năm tù và đã tiến hành bắt giam, đã xét xử từ năm 2017, nhưng mà đến cái cấp cuối cùng 2017 và đến đến ngày hôm nay là 2022 đó, thì từ khi phạm tội 2013 và đến ngày hôm nay cũng đã 9 năm rồi. Và cái anh này hôm nay đã được chuyển giao cho cái phía nước Úc, tức là cái người ở trong hình đó, chúng ta thấy cái người mang cái áo màu đen đó đứng kế hai bên người Úc mà cao mặc áo màu xanh đó, đó là hai người của cục cải huấn. Cục cải huấn này cũng giống như là họ quản lý tại tội phạm, giống như là các cái trại giam vậy. Và ông James John á, thì khi mà ra, đây là hình ảnh mà ra tòa năm khi mà bị bắt năm 2013 đó, thì ông này sinh năm 1982 tại Úc và có quốc tịch thì nước Úc, và đã coi như là vận chuyển trái phép chất ma túy thì ở tại tòa án của thành phố đã đem ra xét xử. Và chúng ta thấy rằng 3 kg ma túy là rất là nhiều đó, thì nó không phải là đơn giản đâu. Và có lẽ rằng cái bản án này thì nhiều người cũng nhận định rằng có lẽ là vì giữa quan hệ giữa Việt Nam với nước Úc và luật pháp của hai bên cũng có một số cái điều mà nó hơi khác nhau về cái mức án. Thí dụ như nước Úc họ không chấp nhận cho cái việc mà xử án tử hình, và nước Úc đã từng lên án hay là từng kêu gọi các cái nước mà đã từng xét xử các cái phạm nhân của họ làm về cái mức án tử hình. Chúng ta nhớ cái sự kiện mà ở bên Singapore khi mà đem ra xét xử một cái người Úc, hoặc là ngay cả bên Mã Lai đó họ xử những cái người Úc liên quan đến ma túy và sau đó thì họ đem treo cổ hay là họ đem xử tử hình, thì nước Úc thậm chí là ông thủ tướng rồi ngay cả những cái quan chức rất là cao cấp đã yêu cầu. Và chúng ta thấy rằng những cái sự yêu cầu đó đó nó thể hiện một cái chỗ là giữa hai bên có một sự khác nhau. Và trong cái vụ án này thì ở phía Việt Nam đã xét xử cái mức có thể nói là nó phù hợp với cái luật pháp của hai bên. Và trong cái việc mà chuyển giao đó thì chúng ta thấy rằng họ căn cứ theo một cái hiệp định, thì một cái hiệp định này đó nó quy định rất là rõ, trong đó có khá nhiều các cái thủ tục, khá nhiều các cái quy định, thí dụ như là phải là công dân mới được chuyển giao. Thí dụ như ở phía bên Việt Nam mà muốn nhận thì cái người đó phải là công dân Việt Nam, hoặc là ở phía bên Úc thì phải là công dân nước Úc, hoặc là cái người ở bên Úc nhưng mà phải có giấy tờ hợp pháp rồi, phải là nơi cư trú ổn định trong một cái tiểu bang nào đó của nước Úc, hoặc là có làm việc theo kiểu như mình nghĩ mình nói đó thường xuyên, là giống như ở bên Mỹ hay là bên Úc thì cái dạng như là có thẻ xanh đó, cái dạng mà ở cư trú gọi là ổn định lâu năm. Và những cái phạm nhân đó thì rõ ràng là trên trong cái trường hợp mà đi dẫn độ đó, hay là trường hợp mà gọi là chuyển giao các phạm nhân như thế này, thì chúng ta nói tóm tắt là một chuyện là cái gì, tức nghĩa là một nước đã xử lý cái người của ở bên nước kia và đã tuyên án người đó rồi theo cái luật pháp của một cái nước, và bây giờ đó họ đã chấp hành án một phần, và ở phía bên kia mà nếu họ có yêu cầu thì chuyển giao cho họ để về tiếp tục ở tù nữa, chứ không phải là vấn đề gì. Và cái điều này thì rõ ràng là giữa hai bên có những cái sự công nhận với nhau về cái luật pháp mới có tương đồng, chứ không phải là tất cả những cái sự yêu cầu đều được chuyển giao hay là tất cả những cái yêu cầu đều được coi như là thực hiện. Bởi vì thí dụ như là trong cái trường hợp dẫn độ đó, theo như cái hiệp định mà dẫn độ cũng có những cái điều khoản mà người ta gọi là từ chối vẫn độ. Thí dụ như tại cái điều 3 của hiệp định này thì nói rằng cái việc dẫn độ á, sẽ bị từ chối trong một số các trường hợp. Cái điểm A là cái bên yêu cầu đó là có căn cứ để xác định rằng cái yêu cầu dẫn độ đối với một tội phạm mà thông thường thì đưa ra nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc là trừng phạt một người vì cái lý do chủng tộc, vì cái lý do dân tộc, giới tính,
ngôn ngữ, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị hay là các cái tình trạng khác, hoặc là làm người đó bị ảnh hưởng bởi các lý do trên. Thì đây là một cái điểm mà loại trừ, tức nghĩa là một bên mà việc dẫn độ có thể bị từ chối. Bởi vì người ta nói là đưa một cái người phạm nhân đó, hay là đưa một cái người mà chuẩn bị đem ra khởi tố xét xử đó, mà cái người đó là một cái người đem về một cái nước, và cái nước đó bị xét xử, người ta nói là vì vấn đề mà tôn giáo, hay là vấn đề chính trị, vấn đề mà gọi là chủng tộc, ngôn ngữ đồ đó, thì những cái điều như vậy người ta nghi ngờ cái việc xét xử nó không có công bằng, hoặc là nó theo những cái tiêu chí mà hai bên họ không công nhận. Cho nên ở phía mình nước Úc có thể là từ chối không dẫn độ cái người đó về cho Việt Nam, hoặc là ngược lại, Việt Nam cũng có quyền không từ coi như từ chối không đưa cái người đó trở lại nước Úc, thí dụ như vậy. Bởi vì cho rằng cái người đó đi về nước Úc bởi sẽ bị xử rất không công bằng, vì các lý do có thể là quan điểm chính trị, hay là về ảnh hưởng về cái tôn giáo, quốc tịch gì đó, hoặc là bị kỳ thị, hay là bị vấn đề chủng tộc. Thì đây là một cái điều chúng ta thấy nó có cái loại trừ, và người ta thấy là có cái yếu tố chính trị nữa chứ không phải là tất cả. Và cũng liên quan đến cái vấn đề này đó, thì ở giữa Việt Nam và Mỹ đó, trong một thời gian vừa qua cũng đã chuyển giao khá là nhiều rồi, và theo những thông tin thì cho thấy rằng đã chuyển giao lên tới 7-8 người, và những người cũng đã thành án. Và cái việc mà nước Úc tiếp nhận của Việt Nam thì cái thủ tục cũng rất là rõ, trong cái hiệp định chúng ta đi vào xem đi, nó có cái thủ tục hướng dẫn rất là kỹ. Và ở phía bên nước Úc đi làm cái gì, hay là ở Việt Nam như thế nào, ngay thủ tục thì văn bản làm đã bao nhiêu rồi, cái cách văn bản phải ngôn ngữ như thế nào, ngôn ngữ là theo như cái ngôn ngữ của cái nước phải dịch ra, và rõ ràng là người ta phải hiểu được rằng cái cấp nào, và cái bản án cũng phải dịch ra, rồi cái phần chấp hành ra làm sao, và chi phí như thế nào. Tất cả những cái điều đó nó có hết, nó đã quy định rất là rõ ràng. Và điều này đó thì cho thấy rằng cái sự hợp tác càng lúc nó càng chặt chẽ hơn. Và người ta cũng có liên tưởng đến cái việc làm những cái người mà gọi là Việt Kiều, hay là người người Việt Nam mà sống ở nước ngoài đó rất là nhiều. Thí dụ không phải là ở tại nước Úc không, nước Úc thì cũng đã nhiều rồi, nhưng mà còn ở Mỹ chẳng hạn, ở châu Âu hay nhiều nước khác. Thì hiện giờ giữa Việt Nam và rất là nhiều nước đã có những hiệp định về tương trợ tư pháp, những hiệp định dẫn độ như nước Úc như thế này. Nhưng mà đối với ở Hoa Kỳ hay là nhiều nơi khác đó, thì Việt Nam vẫn chưa có một hiệp định như vậy. Và người ta thấy rằng có hay không những cái việc mà tội phạm, hay là những người mà trốn truy nã, hay là cái việc mà cần phải thay đổi cái vấn đề mà chấp hành án. Thí dụ như người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ bị phạm tội chẳng hạn, đi qua bên đây rồi đi du lịch hoặc là các thứ, rồi bị phạm tội có thể là ở lại. Thì bây giờ thân nhân bà con hay là vợ con, bất cứ một cái người thân nào đều ở trong Việt Nam, và người ta cũng mong muốn là có thể là chuyển về ở trong Việt Nam để mà ở gần gia đình chẳng hạn. Hoặc là ngược lại thì nhiều người về Mỹ, về Việt Nam phạm tội thì bây giờ họ muốn chuyển về Mỹ. Hoặc là có một cái sự điều tra, một cái sự mà gọi là dẫn độ những cái tội phạm đang trốn truy nã ở bên Mỹ chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó đó phải có cái hiệp định như thế này. Và hy vọng là trong một thời gian tới thì ở phía Việt Nam cũng đang rất là ráo riết để mà bàn thảo với các cái giới chức của Hoa Kỳ và những cái giới chức của các cái nước khác để mà tiến hành thực hiện những cái hiệp định gọi là hợp tác trong các cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực để mà tìm kiếm các cái tội phạm. Thì liên quan đến cái vụ án này đó, cái vụ việc này thì thật ra nó cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà người ta liên tưởng tới một phạm nhân khác cũng là một người Úc. Và cái phạm nhân này là người Úc nhưng mà quốc coi như là gốc Việt Nam. Và cũng đã từng bị tòa án của Việt Nam xét xử. Nhưng mà không biết rằng á, thì cái việc mà người này đó có thể là được dẫn độ hay không. Cái điều mà chúng ta muốn nói đó rằng là ông mang tên là Châu Văn Khảm. Châu Văn Khảm là một cái thành viên của đảng Việt Tân. Và ông này đã từng làm được xác định rằng, cáo trạng của Việt Nam xác định rằng là bí thư xứ ủy của Úc Châu, cái người rất là lớn trong cái đảng Việt Tân, và đã đi về Việt Nam và coi như là xâm nhập vào Việt Nam thông qua cái cửa ngõ Campuchia. Khi mà đến Campuchia thì có gặp một số các giới chức lãnh đạo của cái đảng Việt Tân, và sau đó thì đi vào Việt Nam, đến Campuchia thì nhận một cái giấy chứng minh nhân dân của một cái tên khác, và đi vào Việt Nam bằng cái đường bộ.
và đã tiếp xúc với một số những cái người trong Việt Nam. Và sau đó đó thì cũng có cho tiền những cái người đó và cũng như là thực hiện phối hợp hoạt động ở trong Việt Nam. Thì ở phía bên ở bên ngoài đó thì Đảng Việt Tân cũng như là một số những cái người thì nói rằng là người này đi vào để mà tìm kiếm hay tìm hiểu về cái tình hình dân chủ nhân quyền của Việt Nam rồi. Nhưng mà ở trong Việt Nam thì người ta truy tố và đem ra xét xử ông Châu Văn Khảm về một cái tội danh, đó là tội hoạt động khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, một cái tội rất là nặng. Và cái tội đó thì cuối cùng ông Châu Văn Khảm, cái người mà thời điểm bị bắt giam đó cũng đã 70 tuổi rồi, và bị tuyên án là 12 năm tù giam. Và 12 năm tù giam năm 2019 thì chúng ta thấy rằng là đến ngày hôm nay đó thì cũng đã ở tù được mấy năm rồi. Và thời gian vừa qua thì cũng có khá nhiều các tờ báo Việt ngữ ở hải ngoại cũng đã từng lên tiếng là kêu gọi, hoặc là các cái đảng phái chống cộng, các cái đảng phái mà đấu tranh dân chủ nhân quyền gì đó cũng hay yêu cầu rằng là nên thả ông Châu Văn Khảm đi, hoặc là các cái tổ chức mà gọi là ngoại vi của Việt Tân cũng đã vận động rất là nhiều. Và trong cái trường hợp như thế này đó thì có cái liên tưởng chúng ta đặt ra rằng ông Châu Văn Khảm nếu như mà chính bản thân ông ta hay là gia đình hay là ngay cả ở bên nước Úc người ta làm các cái thủ tục đó thì có chuyển giao cái người này đi về Việt Nam hay đi về Hoa Kỳ hay đi về mà nước Úc hay không, bởi vì ông Châu Văn Khảm cũng là cái người ở cái tiểu bang coi như là New South Wales của nước Úc. Và cái việc mà chuyển giao như vậy đó thì nó có trái với ở Việt Nam có quyền không không chuyển hay không, nếu người ta làm đầy đủ các cái thủ tục. Thì đây là một vụ án, có phải là vụ án chính trị hay không? Thì rõ ràng ở trong Việt Nam thì xác định rằng các cái tội phạm đó không có một cái tội phạm nào tội phạm gọi là chính trị cả, chỉ là các cái tội phạm vi phạm hình sự thôi. Và đây có phải là thể hiện một thái độ chính trị hay là một cái hoạt động? Ở Việt Nam chủ yếu xét xử ông Châu Văn Khảm là vì ông ta là thành viên của Việt Tân và vào Việt Nam có một số các hoạt động, mà Việt Tân thì ở Việt Nam đã xác định từ năm 2016 đưa vào một cái danh sách là tổ chức khủng bố. Thì cái việc mà một cái tổ chức được xác định là khủng bố thì những người nào tham gia, những người nào thành lập, những người nào gia nhập, những người nào đồng nhất với ý chí của một cái tổ chức như vậy thì người ta có thể nói rằng mình cũng là tội phạm của cái tội đó. Nói chung là người ta nói chỉ việc gia nhập thôi, chưa có hoạt động gì hết, chưa mua bom mìn, chưa mua lựu đạn gì hết, chưa thực hiện các vấn đề gì khác gọi là khủng bố cả về cái cơ sở vật chất cả, nhưng mà bởi vì người ta xác định đó là một cái tổ chức khủng bố thì người ta tính như vậy là người ta bắt thôi. Và nếu mà như vậy đó thì nếu mà đấu tranh mà chống khủng bố chung chung á, các cái tổ chức trên thế giới thì các nước đều tham gia để mà chống khủng bố hết. Chúng ta nhớ rằng sau cái sự kiện ở nước Mỹ hồi cái sự kiện 911 thì sau đó thì nước Mỹ đã phát động một phong trào để mà kêu gọi các nước liên kết với nhau để mà hợp tác chống khủng bố. Và cái chống khủng bố là cái điều mà người ta rất là tối kỵ, người ta rất là hăng hái tham gia, nước nào cũng phải có cái trách nhiệm đó hết. Và nhưng mà có một cái điều đó là ở Úc hay là ở bên Mỹ đó, người ta có xem cái tổ chức đó là cái tổ chức khủng bố hay không, giống như Việt Nam hay không, và đây có thể là một cái điều khác biệt. Và nếu như mà họ không coi đó là một tổ chức khủng bố và các hoạt động như là ông Châu Văn Khảm đột nhập vào Việt Nam rồi tiếp xúc với các công dân Việt Nam rồi đưa tiền rồi đi mua những cái vật phẩm rồi làm những cái số điều mà ở Việt Nam cho rằng là hoạt động để mà chống chính quyền của Việt Nam, thì như vậy thì nó có trái giữa hai bên hay không? Và nếu như vậy thì nếu mà chuyển giao về bên nước Úc á thì nước Úc có tiếp tục chấp hành án không? Ví dụ như ông Châu Văn Khảm hiện giờ đang ở bên Việt Nam cũng đã ở 3 4 năm rồi. Như vậy thì nếu mà tính theo cái mức án 12 năm đó thì có phải còn 7 8 năm nữa. Và nếu đúng theo quy định mà chuyển giao đó thì ở bên Việt Nam chuyển qua bên nước Úc tiếp tục sẽ giam giữ và sẽ ở tù trong cái nước Úc. Và hay là nước Úc nói là đó là không có tội phạm bây giờ lãnh về đem ra thả, như vậy thì có trái với cái thỏa thuận hay là đúng hơn cái hiệp định về về chuyển giao hay không? Thì khi mà chúng ta nói về những cái mảng này đó là hoàn toàn mang tính chất giả định nha, hoàn toàn mang tính chất là cái sự việc nó diễn ra như vậy. Và có hay không cái việc mà yêu cầu
Bởi vì còn nhiều thứ lắm, có khi là người trong trong cuộc người ta không có đồng ý. Thí dụ như là trong cái việc mà xét xử ông Châu Văn Khảm thì đã từng có những cái tổ chức hay là từng cái tờ báo Việt ngữ ở hải ngoại chẳng hạn thường đưa những cái thông tin nói rằng là cái vụ án đó là xét xử mang tính chất áp đặt, cái bản án đó là không có đúng và người ta không thừa nhận cái bản án đó, không thừa nhận cái tội phạm đó. Thì như vậy đó, thì nếu mà không thừa nhận thì bây giờ mà lại đi xin để mà chuyển về nước Úc thì chẳng khác nào chuyển từ cái chỗ mà không thừa nhận sang thừa nhận. Tức là ví dụ như bây giờ đây là một cái cách để mà thực hiện như là tương tự như là ông James John để mà đi về nước Úc thì có được hay không? Nói chung rằng là đây là một cái câu hỏi cũng nó có nhiều cái vấn đề ở bên trong và chúng ta không biết rằng những người trong cuộc họ có làm cái điều đó hay không, và nếu làm thì sẽ xảy ra các vấn đề gì, có cái việc mà chuyển giao hay không, và nó có những cái sự đối chọi với nhau, nó có những cái sự mà người ta thấy cái quyền lợi đó hay là cái tính mâu thuẫn của nó cũng rất là cao. Khách sinh á thì có lẽ là đi về Úc nhưng mà sinh á thì lại là mang tới công nhận cái bản án rồi chứ không phải là không công nhận, công nhận cái bản án, công nhận cái tòa án đó, công nhận cái luật pháp đó, cho nên mình mới xin xin về bên đây chỉ là để ở tù tiếp thôi chứ không phải xin về để mà trả tự do. Đó là cái điều rất là thực tế mà nước Úc với nước Việt Nam đang ký với nhau một hiệp định rồi, tức nghĩa là khi mà mình về mình tiếp tục phải ở tù, còn trong khi mình đem về mình thả là như vậy lại vi phạm theo cái hiệp định, tức nghĩa là anh không cam kết mà anh không thực hiện đúng. Dĩ nhiên rằng có cái quyền và trong cái hiệp định này cũng quy định rất là rõ rằng đối với các cái tội phạm đó phải còn cái mức án ít nhất là từ 1 năm trở lên, chứ còn mà tội phạm nó còn ít quá thì có thể là người ta miễn hoặc là người ta không có chuyển giao những cái trường hợp như vậy. Thí dụ như là đối với ông Châu Văn Khảm là còn ví dụ 7 năm nữa thì nó phải trên 1 năm rồi, trên 1 năm thì người ta có quyền để mà thực hiện theo cái yêu cầu chuyển giao. Thì đây là một cái vấn đề và chúng ta thấy rằng cái tính nhân đạo đó trong cái hiệp định này cũng rất là nhiều khi mà người ta thực hiện cái việc mà để chuyển giao các cái tội phạm. Tội phạm thì người ta không xem xét nữa, không xem xét về cái bản án, tức nghĩa là giống như là đã thừa nhận cái bản án của ở phía bên đối phương. Nước Úc thừa nhận cái bản án của Việt Nam về cái vấn đề của ông James John và thừa nhận cái mức án 20 năm đó. Nhưng mà ở trong cái cuộc cải huấn khi mà ở bên New South Wales họ chấp nhận thì ở bên cuộc cải huấn đó thì chấp hành án thì người ta sẽ giảm án theo cái kiểu của bên nước Úc. Thí dụ như bên nước Úc người ta giảm án thì mỗi 1 năm giảm bao nhiêu đó, còn người ta có cái quyền để mà rút ngắn hoặc là tha sau đó. Nhưng mà đối với Việt Nam thì Việt Nam khi mà tiếp nhận một cái người mà đã phạm tội bên nước Úc chẳng hạn thì khi mà chuyển về Việt Nam ở tù trong Việt Nam thì ở Việt Nam cũng có cái quyền như vậy và cái công nhận cái bản án của nước Úc, cái bản án nước Úc sẽ được dịch ra và cái phần tuyên phạt bao nhiêu đó, ngay cả cái phạt tiền đi nữa cũng phải thực hiện cho nó đúng. Đó là cái điều mà gọi là tôn trọng luật pháp của nhau và thực hiện theo cái hiệp ước này. Thì chúng ta thấy rằng trong cái quan hệ quốc tế, trong cái lĩnh vực tư pháp đó, nó rất là đa dạng. Đó là nói về cái lĩnh vực mà chuyển giao tội phạm thôi, chưa nói về vấn đề xét xử đâu, về dân sự hay là ngay cả trong cái lĩnh vực mà gọi là truy nã hay là lĩnh vực mà chuyển giao tội phạm, chuyển giao gọi là dẫn độ. Nói chung là rất là nhiều và giữa Úc với Việt Nam trong thời gian vừa qua cũng đã có khá nhiều các sự hợp tác rồi. Đó là cái công dân Úc đến Việt Nam và có liên quan tới cái người gốc Việt nữa. Và cái người gốc Việt ở Úc thì ít hơn người gốc Việt ở Mỹ rất là nhiều. Và nếu như có những hiệp định tương tự như thế này đối với nước Mỹ đó thì chắc chắn rằng Bộ Công an của Việt Nam có rất là nhiều việc phải làm, có rất là nhiều việc phải tiến hành và sẽ có những cái sự phối hợp rất là chặt chẽ và có rất là nhiều điều lý thú và người ta cũng đang chờ đợi có một những cái hiệp định như vậy đối với Hoa Kỳ để mà lôi cổ hết tất cả những cái kẻ mà tham ô tham nhũng, những cái kẻ mà phạm tội ở Việt Nam rồi trốn chạy sang Hoa Kỳ hoặc là đã bị bắt giữ ở tại Hoa Kỳ bây giờ chuyển về Việt Nam tiếp tục để mà thi hành án hoặc là ngược lại. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là có khá nhiều những cái dư luận là chờ đợi cái điều đó và hôm nay chúng ta xin tạm dừng ở đây. Rất là cảm ơn quý vị, sẽ trở lại một chương trình khác.